Xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ làm một video review với bảng Wacom mà mình đang sử dụng theo yêu cầu của một số anh em học viên. Thì đây là cái bảng Wacom CTL672 và mình đã được sử dụng 3 năm từ 2017. Khi đó mình mới đi Trung Quốc về thì mới có một số ít anh em ở Việt Nam đang sử dụng cái bảng Wacom này. Và khi mình mới mang về thì rất nhiều anh em thắc mắc về cái tính năng của nó và nó sử dụng để làm gì. Nhưng đến cái thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều anh em học viên của TTO đang sử dụng nó rồi vì cái độ bền của nó nên mình mới làm cái video review này. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy này, cái bảng Wacom mình đã sử dụng được 3 năm nhưng vẫn còn rất là mới. Đây, bút và cái bảng Wacom, đây là hai cái phần quan trọng nhất của cái Wacom. Và đây là có miếng dán chống sức màn hình, thì khi mình chỉ cần bóc cái miếng dán chống sức màn hình ra thì nhìn nó vẫn còn rất là mới, gần như nó không có ảnh hưởng gì đến cái bề mặt của cái bảng Wacom này cả. Có cái phần dưới đít thì đây là đặc trưng của cái bảng Wacom này, hàng nội địa Trung Quốc thì nó có một cái màu đỏ như thế này. Và mình thích cái bảng Wacom này vì sao? Vì cái không gian sử dụng của nó rất là lớn, rất phù hợp với tay. Khi mình di bút trên này thì cái không gian mình sẽ không bị trượt ra ngoài, giống như cái bảng Wacom CTL4100, cái bảng mini mà các bạn đang sử dụng. Và chi phí kiểu đó thì cũng như nhau thôi, không có sự chênh lệch đáng bao nhiêu cả. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu review cái đập hộp cái bảng Wacom này. Thì nó sẽ gồm những cái gì? Và cái bảng Wacom này mình sẽ đập hộp để sử dụng ở bên văn phòng. Đây là mình đang sử dụng ở tại nhà. Đầu tiên các bạn sẽ thấy này, có một cái găng tay này, đây mình sẽ bóc luôn nè. Ở đây sẽ có một cái miếng, thì cái này dùng để đây, dùng sẽ để lau cái bảng Wacom, thì cái này mình sẽ sử dụng sau. Và trong này có một cái găng tay. Đó là bản thân mình thì mình cũng không sử dụng cái găng tay này để làm Wacom, mà có thể đi đánh bia thì mình cầm đi thôi, chứ còn bình thường thì mình không sử dụng. Thì cái bảng Wacom này, cái găng tay này sẽ phù hợp cho những bạn nào mà da hay bị da mồ hôi, da tay hay mồ hôi, nó sợ nó bị dính vào cái bảng Wacom, nó bị trơn trượt hoặc là nó khó chịu, thì các bạn hoàn toàn có thể đi găng tay vào cũng rất là vừa bạn và rất là đẹp, đúng không? Rồi bây giờ tiếp theo này, mình sẽ cho các bạn xem, đây là cái miếng mica dán chống sức bảo vệ màn hình. Thì thường thường những cái bảng Wacom khác sẽ không có cái miếng dán chống sức như thế này. Thật ra là hàng nội địa Trung Quốc lên mọi thứ đều rất là cẩn thận và rất là tỉ mỉ. Thì cái miếng dán chống sức này nó sẽ bảo vệ cái màn hình cho các bạn, và các bạn có sử dụng có thể 1 năm, 2 năm nhưng nó vẫn còn rất là mới, để tránh nó sẽ bị va chạm vào cái màn hình vì nó sẽ bị hỏng hoặc là bị xước nhiều. Thì sau này khi mà cần thì các bạn chỉ cần thay cái này là xong. Rồi, tiếp theo thì đây là phần túi đựng của Wacom, thì phù hợp cho những bạn photographer hay đi xa. Khi các bạn đi chụp thì các bạn hoàn toàn có thể cho các bảng Wacom ở đây, cũng rất là thuận tiện và cũng khá là đẹp. Hoàn toàn các bạn có thể làm một cái ví tiền cũng được đấy, mình thấy cũng khá là ok. Còn đây là gì? Thật ra đây là cái miếng để có thể đựng cái túi, có thể đựng được tất cả những cái dụng cụ này. Thật ra đấy, thì hàng Trung Quốc mình thấy thật sự mình đã mua rất là nhiều đồ nội địa Trung Quốc, thì mình thấy là thật sự nó rất là bền và về cách bọc đồ hay túi đồ nó rất là tỉ mỉ. Trải nghiệm khách hàng khi sử dụng cái này mình thấy là rất là tuyệt vời, mặc dù mình không dùng đến. Rồi còn đây là gì? Đây là một cái hộp đựng bút. Thì trong cái trường hợp sau này khi mình sử dụng nhiều, mình hay cầm bút, mình đôi khi có thói quen là mình quên, hoặc là đâu cũng có rất là nhiều đấy. Trong này có sẵn một cái bọc bút để tùy từng bạn nhé. Cái này thì tí nữa mình sẽ bóc cái bảng Wacom, mình sẽ bọc lại thì mình sẽ nói sau. Thì đây là cái hộp đựng để tránh trường hợp sau khi các bạn sử dụng Wacom xong bạn phải cất đi, để tránh trường hợp nó bị rơi mất, vì cái chi phí cho một cái bút thì nó cũng khá là đắt, thì các bạn cần lưu ý. Rồi bây giờ mình sẽ đến phần chính, phần quan trọng nhất của video này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đập hộp cái bảng Wacom này. Thì đây là một túi đựng rất là đẹp mắt, đúng không? Cái gì bọc ngoài đẹp nhưng mà sản phẩm bên trong cũng đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đập hộp đó. Thì ở đây mình sẽ bóc cái phần này ra. Ok. Đây thì đây là bảng Wacom chúng ta, và có một cái miếng bọc bên trong đấy, các bạn thấy không? Để lấy được Wacom thì qua rất là nhiều lần bọc đồ, rất là cẩn thận. Việt Nam mình thì các bọc đồ shipper khi mà bọc đồ thì nó rất là ẩu, thì mình thấy là ở Trung Quốc thì đồ đạc bọc luôn luôn rất là cẩn thận, vì mình mua rất là nhiều đồ rồi. Thì đấy là phần bọc hàng ở Trung Quốc này thì không thể chê đâu được. Thì đây là cái bảng Wacom của chúng ta. Thì cái mặt sau là đặc trưng của cái bảng Wacom CTL672 này, đó là màu đỏ. Nó có một cái mã nữa là 472, nhưng với 472 thì không gian sử dụng nó sẽ nhỏ hơn. Còn cái 672 này không gian sử dụng nó thoải mái hơn, và nó có diện tích khoảng từ 20-30cm. Và các bạn sẽ nhìn này, đây, mới đúng không? Hàng mới 100%, rất là đẹp. Rồi, thì để đây tí mình sẽ review tiếp. Tiếp theo nó sẽ gồm những dụng cụ như sau.
Thì đây là cái bảng Wacom CL62, nó sẽ phù hợp với mục đích của các bạn, đặc biệt là những bạn mới làm nghề hoặc là mới sử dụng Wacom, vì chi phí nó rất là rẻ nên là chắc chắn là sẽ không có Bluetooth. Nếu các bạn sử dụng những bảng Wacom có Bluetooth thì chi phí nó rất là lớn, ít nhất nó phải tầm 5 đến 7 triệu. Còn cái bảng Wacom này chi phí rất là thấp, nó cũng chỉ bằng chi phí bằng con chuột logistics thôi, khoảng 2 đến 3 triệu, trong khoảng tầm giá từ 2 đến 3 triệu tùy từng thời điểm. Thì đây là cái cáp kết nối để giúp các bạn kết nối với màn hình. Thì cái này tí mình sẽ cắm sau. Trong này thì nó sẽ có ngòi bút, có ngòi bút này và có cái kẹp để thay ngòi bút. Thì ở đây mình sẽ thay thử cho các bạn để các bạn xem nhé. Rồi trước khi thay thì mình sẽ gì tiếp. Đây là xem đây là gì nhỉ? Đây là một cái hướng dẫn sử dụng. Thì hướng dẫn sử dụng này tiếng Trung, mình cũng không biết nhiều tiếng Trung nha, thôi không cần theo hướng dẫn sử dụng. Cứ dùng chay đã. Rồi. Đây, thì đây là một cái tiếp theo, đây là cái bút, cũng là một cái dụng cực kỳ quan trọng của cái bảng Wacom này, và chi phí của bạn cái bút này cũng đắt ngang bằng cái Wacom, nó cũng chiếm một lửa của Wacom đấy. Thì với cái bút này thì nó sẽ có một cái miếng bọc. Nó sẽ có một cái miếng bọc mà vừa mình mới bóc ở đây. Đây miếng bọc. Đây là miếng bọc bút, thì tùy từng bạn nhé. Các bạn nào muốn cái độ cầm ấy, mình muốn chắc tay ấy, thì mình có thể hoàn toàn sử dụng thêm cái bút này. Thì các bạn chỉ cần đút ngòi bút vào đây thôi thì mình cầm sẽ có cái cảm giác nó được chắc chắn hơn. Còn không từng tùy từng bạn nhé, vì mình có thấy có một số bạn học viên rồi, số anh học viên thì các bạn sử dụng ấy, thì các bạn có để nguyên cái bút chứ không sử dụng cái bọc này. Còn mình thì mình thích sử dụng cái bọc này, cầm nó sẽ đem lại cái cảm giác nó chắc chắn hơn và nó chắc tay hơn. Đây rồi, còn đây là cái ngòi, thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay ngòi luôn nhé. Ở đây hướng dẫn các bạn thay ngòi đây. Ra cái ngòi bút này thì các bạn sử dụng, nếu cái ngòi bút đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng đến 6 tháng. Nếu các bạn làm ít, thậm chí được 1 năm thì các bạn mới phải thay cái ngòi này nhá. Đây các bạn sẽ kẹp vào đây. Đây cái ngòi kẹp, các bạn kẹp cái này và các bạn kéo cái ngòi bút này ra. Đấy. Thì ở đây sẽ cho kèm theo có 3 ngòi bút để cho các bạn thay. Thì sau khi hết thì các bạn sẽ rút ra và các bạn cắm lại, cứ thế này cắm lại và ấn vào thì nó sẽ tự vào lẫy. Thì đấy là phần bút. Rồi bây giờ mình tiếp theo này. Mình sẽ bỏ bớt cái đồ ra nhé. Mình sẽ bỏ bớt đồ ra và con miếng dán mình sẽ để đằng sau. Ở đây thì mình sẽ tạm thời mình sẽ rút cái bảng Wacom của mình ra. Rút cái bảng Wacom của mình ra nhé. Đây cái cáp kết nối nhé, thì mình lấy luôn cái cáp cũ của mình. Để kết nối vào, bây giờ mình sẽ rút ra này. Rút cái bảng này ra. Và mình cắm cái bảng mới này vào. Đây. Cảm giác rất là chắc chắn nhé các bạn nhé. Cầm rất là chắc tay luôn. Rồi các bạn sẽ cắm vào đây. Thì cái cáp này là cái cáp sử dụng, các bạn sử dụng Samsung thì có cái cáp USB này, thì các bạn chỉ có thể thay thế bằng cái cáp khác cũng được. Đây, các bạn sẽ cắm vào và sau khi cắm thì các bạn sẽ nhìn thấy này, bây giờ nó phát sáng như thế này là nó đã bắt đầu nhận Wacom. Thì ở đây là cái bút và mình sẽ sử dụng trên cái không gian này. Đây mình sẽ sử dụng ở trong cái không gian này và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao, đặc biệt là những các bạn làm Blend Resort thì các bạn sẽ làm sao để các bạn sử dụng trong cái không gian nó vừa phải. Mình sẽ cài đặt lại cái bảng Wacom này và hướng dẫn cho các bạn cái cách cài đặt để làm sao khi các bạn sử dụng nó sẽ không bị mỏi tay. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt. Ở đây thì mình sẽ có một cái driver. Cái driver Wacom này thì rất nhiều bạn hỏi driver để làm gì. Thì cái driver Wacom này giúp các bạn khi mà các bạn cài đặt ấy, khi mà các bạn cài đặt Wacom nó giúp các bạn là nó sẽ cân đối cái màn hình của các bạn. Nó sẽ bằng đúng với cái bảng Wacom này. Thì khi các bạn di chuyển nó sẽ không bị lệch, nó sẽ cảm nhận được, có nghĩa là mình sẽ đặt ở giữa cái bảng Wacom thì nó cũng là chính giữa phần màn hình. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt cái Wacom này trước. Thì ở đây các bạn sẽ có hai cái bản cài đặt Wacom, nó sẽ có một là của Mac, hai là của Win. Thì ở đây mình sẽ cài bản Win, mình đang sử dụng trên Win thì mình sẽ mở bản cài của Win này lên. Rồi cái bản cài này thì rất là đơn giản thôi, các bạn cứ cài rồi các bạn accept, các bạn cứ chạy là xong. Nó có yêu cầu khởi động lại máy, thì tùy từng máy nhé, thì các bạn sẽ khởi động lại máy và các bạn sử dụng thôi. Đây, quá trình cài đặt này nó có thể mất 1-2 phút của các bạn. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể khởi động lại máy. Rồi sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn sẽ vào phần Windows và các bạn sẽ mở cái bảng Wacom này lên, bảng driver của nó lên. Và đây nó sẽ có một hiển thị cái bảng Wacom tốt nét, thì các bạn sẽ mở kích click vào. Rồi ở đây thì các bạn sẽ không phải cài đặt lại gì ở phần band này cả, các bạn sẽ để on nhé, vì mình đang sử dụng on trên tất cả phần mềm là như vậy. Và mình sẽ vào phần mapping. Ở đây mình sẽ chọn vào tab net era và mình sẽ chọn vào phần
Orion này, và mình sẽ cho thu nhỏ cái không gian sử dụng này. Là thì khi các bạn sử dụng trên toàn bộ cái bảng Wacom diện tích bề mặt như thế này thì nó sẽ hơi khó chịu và cái tốc độ nó sẽ hơi chậm vì các bạn sẽ phải đưa đi rất là lâu. Thì thay vì đó các bạn sẽ cho nhỏ không gian này lại, nó sẽ giúp các bạn thứ nhất là đỡ mỏi tay hơn này, thứ hai là sẽ tăng cái tốc độ lên. Thì ở đây những bạn nào mới sử dụng thì các bạn sẽ thu nhỏ cái mức độ vừa phải, cũng không nên nhỏ quá. Còn nếu các bạn đã làm tốt thì các bạn nên thu nhỏ, các bạn thu càng nhỏ thì cái tốc độ nó sẽ càng nhanh. Đấy, thì ở đây mình sẽ để khoảng vừa phải như thế này và mình sẽ ấn vào OK. Đấy, như vậy là mình đã xong phần cài đặt của Wacom rất là đơn giản, để giúp các bạn làm sẽ nhàn hơn và nhanh hơn, vì rất là nhiều bạn đang sử dụng Wacom nhưng các bạn không biết cài đặt lại để cho nó thu nhỏ cái khoảng không gian sử dụng lại. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ vào Photoshop và mình sẽ sử dụng cho các bạn để qua, để các bạn sẽ nhìn thấy là cái tốc độ của Wacom so với chuột nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì đây mình sẽ zoom này, khi zoom màn hình này thì bản thân khi các bạn dùng chuột này, bản thân khi các bạn dùng chuột thì cũng vẫn ổn nhé, nhưng mà khi bạn dùng Wacom thì cái tốc độ di chuyển này, các bạn sẽ di chuyển hình nó rất là nhanh và nó sẽ giúp các bạn làm việc cảm giác sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Thì đây mình sẽ lấy một cái hình ảnh ra và mình sẽ lấy một cái hình ảnh nhá, và mình sẽ làm thử cho các bạn để các bạn nhìn thấy là cái tốc độ nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Đây mình sẽ bỏ qua phần blend màu và mình sẽ vào thẳng phần detail. Thì đây thì các bạn sẽ phóng to thu nhỏ hình ảnh này thì nó cũng rất là chuyên nghiệp và nó rất dễ dàng, cảm giác là các bạn cầm nó sẽ mềm mại hơn, nó không bị cứng như chuột. Ví dụ ở đây các bước nhặt vụn này, khi các bạn nhặt vụn này thì cái tốc độ nó tăng lên rất là nhiều lần. Khi mà click chuột thì các bạn tích 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 thì cái này các bạn chỉ phải di chuyển thôi, và cái không gian sử dụng ở trên cái Wacom này các bạn thu nhỏ lại nên các bạn di chuyển nó khắp màn hình rất là nhanh, tốc độ nó đưa là sẽ tăng lên rất gấp rất là nhiều lần, có thể là 200% khi các bạn sử dụng chuột và Wacom. Thì đây là mình mới nói qua phần nhặt vụn nhá, chưa nói về phần gì tớt. Rồi tiếp theo thì sang phần gì tớt thì sao, sang phần gì tớt thì tất nhiên khi bạn sử dụng Wacom thì cái nét đưa của bạn sẽ mềm mại hơn. Ví dụ những cái phần sống mũi này, phần sống mũi, phần mi mắt hay là rất phần gò má này, khi các bạn đưa chuột này thì cái nét đưa của bạn đây, ví dụ mình làm thử một layer trống như này và mình đưa thử cho các bạn là mình dùng brush này, mình để 100% và mình sẽ đưa thử, ví dụ mình đưa cái nét này thì nó sẽ giúp mình các bạn đưa nó vòng nét này nó sẽ mềm mại hơn. À, nó sẽ chứ không nó cứng nhắc như là khi các bạn dùng chuột thì nó rất là cứng, còn cái này nó sẽ đưa cái nét nó sẽ mềm mại hơn, nên khi các bạn gì tớt nó rất là nhàn, các bạn dễ dàng để có thể vẽ khối và đi nét rất là chuẩn. Hay là đặc biệt là các bạn nào ảnh beauty thì các bạn có thể sử dụng cái Wacom để vẽ chằng mày. Khi các bạn cài Wacom xong thì bản thân Wacom nó sẽ tự nhận này, nó sẽ có một cái đầu to đầu nhỏ, thì các bạn có hoàn toàn có thể vẽ cho nó cái mi mắt vào đây bằng cái Wacom này. Nếu mà các bạn vẽ chuột thì rất là cứng, rất khó để các bạn có thể vẽ được, nhưng mà vẽ Wacom đây các bạn vẩy đây này. Đấy, thì nó sẽ ra đầu to đầu nhỏ, bạn xuất phát từ điểm nào thì vậy. Đấy, các bạn kéo này. Đây, vẩy lên này. Thì có những trường hợp mà ảnh nó thiếu mi mắt chẳng hạn thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái Wacom này để các bạn vẽ. Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy. Thì nó giúp các bạn đưa nét rất là mềm mại với ảnh beauty và ảnh fashion và là con cái mảng da diện tích da lớn ấy, thì cái Wacom nó sẽ phát huy tác dụng rất là tốt. Rồi còn rất là nhiều tính năng khác chắc chắn là sẽ giúp các bạn làm nhanh rất là nhiều. Thì video này sẽ kết thúc ở đây. Chúc các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái bảng Wacom phù hợp. Với thời đại VUCA này thì mọi thứ đều cần rất là nhanh, thì Wacom là một công cụ không thể thiếu, giúp các bạn đẩy nhanh quá trình xử lý và gì rất hình ảnh. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.